Ai đó vô đi. Thầy em thị. Đối thằng sao nói gì? Thưa thầy em thị, có 4 học viên vừa trốn ra khỏi cổng trường. Cái đó chuyện bình thường mà. Chứ tôi hỏi thầy hồi nhỏ thầy có trốn học không? Có. Thì đó, giờ tôi nói thầy cứ cho tụi nó thoải mái rồi từ từ mình bắt gì mình rào lại sao. Nhưng mà trường mình là trường cai nghiện mà thầy. Thì đó, bây giờ mình hãy đi bắt nó đi. Chứ đừng có bao giờ mà để nó qua nào mà mình rào lại sao. Đi 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 thầy, thầy đi đi, thầy đi trước đi. Nhanh lên mấy cậu ơi, chứ mấy thằng nghiện nó mắc mưa là quậy lắm. Đứng lại. Trời ơi, tôi mặc cái quần thun khó chạy quá này ơi. Tôi mất luôn cọng dây thun luôn. Trời ơi, nghĩ sao thầy hiệu trưởng cho hai đứa mình mập thân mà đi dưới mấy thằng cai nghiện học sinh. Quậy quá này. Tụi nó mất tiêu rồi kìa. Đâu rồi, tìm nó lại đi. Lẹ lên. Ôi trời trời. Ây cha. Tụi nó đâu rồi ta? Mấy này đúng xì ke luôn, ốm mình mà chạy lẹ hơn mình ta. Kìa. Vô hôm nay nghỉ mệt đi. Sao giờ mấy cậu? Ông gần tới rồi kìa. Chúng ta phải bình tĩnh. Nơi nào nguy hiểm nhất là nơi đó an toàn nhất. Ở trong cái trại cai nghiện ở đông người lắm chắc còn không nhớ mặt đâu. Mấy thằng hứa đó keo kiệt lắm. Mời vé số chắc không mua đâu. Này vé số không? Vé số chiều sổ đây. Nhìn nhỏ tội quá, mua vé số nó thầy. Thôi tôi đâu có chơi vé số đâu. Vậy thôi. Thôi tụi chú không có mua vé số con. Dạ còn có mấy tờ thì giúp con đi thầy. Thầy đã nói rồi, thầy không mua. Dạ. Quý. Nó mới kêu tôi bằng gì? Thầy. Trời. Cái thằng này không chịu hóa trang gì hết. Để tao. Coi. Quá trang vậy người ta mới nhìn không ra. Coi tao nè. Không biết mấy thằng còn lại ở đâu. Thấy à, lại đây hỏi xíu. Mấy bạn khác đâu rồi? Đúng rồi đó con. Lại gần nói thầy mới nghe. Ủa, hóa trang gì cũng thấy hả? Nhờ hóa trang vậy mới dễ thấy. Ở đằng sau á, nó hắt cái bóng lên. Đen nguyên một vùng luôn. Vậy còn hai thằng còn lại đâu? Con biết hai bạn còn lại đâu không? Không biết. Phải có cách chứ. Sau tất cả, mình lại trở về với nhau. Tự như chưa bắt đầu. Hơi 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 hơi. Vô đây vô vô. Ta vừa mới quen. Hay à? Tôi nghĩ là mình đã tìm được những thứ cần tìm. Về thôi nào. Về thôi. Hey. 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 Cố mì dành. Nấu mì ngay. Đã 10 năm trôi qua rồi, tao với mày giành mảnh đất này nè. Bây giờ nó thuộc nhà nước, quy hoạch thành khu dân cư. Vậy còn lý do gì để chúng ta tranh giành mảnh đất này nữa chứ? Thì đó, thiết nghĩ chúng ta nên dừng cuộc chiến này lại. Ok. Nhưng mà nếu như dừng cuộc chiến này lại thì ai, ai sẽ là người bảo cơ dân cư ở đây? Ừ ra. Này ơi. Tao có ý này. Nếu như chúng ta cứ tiếp tục đánh nhau như vậy thì dân chúng ở đây sẽ ra sao? Ai sẽ đứng ra nấu đồ ăn cho chúng ta ăn đây? Thì đó, thiết nghĩ chúng ta nên dừng cuộc chiến này lại. Hợp lý. Anh em mình làm hòa cái đi. Ok. Vô. Quá trời ngon. Có mê dần, nấu mê ngay. Ngon thiệt á chứ bọn. Ủa,
Thí dụ như giờ mình không đánh nhau nữa rồi đồ ăn thuộc về ai? Chia ra sao đủ? Chạy lên em! Mở xi nhan á, chạy đi. Trời ơi, thằng kia cướp nó còn mở xi nhan kìa. Trời ơi, bắt cướp đi, chút về là con kiếm điểm sao? Giờ là phải lo bắt cướp. Đi cướp, đi cướp. Anh đã bị bắt vì tội cưỡng đoạt tài sản của người khác. Ủa mà hồi nãy chạy sắp thoát rồi, mắc mớ gì chạy vô đây chi cho bị bắt vậy? Bị cưỡng không lại. Cưỡng cái gì? Cái mùi á. Đi về đâu? Cho Ly miếng gà. Gà của người ta. Cô cho xin miếng khoai tây nha. Ờ, khoai tây cũng được. Nhanh lên. Mày chết mày đi. Cho Ly miếng. À, dù muốn dù không gì thì chúng tôi cũng phải trao cho cô một cái bằng khen. Anh hùng xa lộ, có công bắt cướp. Ủa, có luôn chú. À, tất cả là nhờ cái này nè cô. À, đúng rồi. Có mê danh, nổ mê ngay. Có tôi ở đây, cô cứ bình tĩnh đi. Tôi đặc nhiệm quốc gia Vũ Phạm Đình Thái. Tại sao cảnh đẹp như vậy mà cô lại quay mặt vô trong chứ? Anh ơi, em đang bị trói. Ừ ha. Đó, cô thấy chưa? Một khung cảnh đẹp như thế này mà cô quay mặt vô trong, uổng phí, uổng phí. Tính ra anh xoay ghế tôi lại mà không nhìn thấy có bom trên người tôi luôn á hả? Ủa, có hả? Đúng nghề luôn. Anh là chuyên gia gỡ bom, công việc trong đội đặc nhiệm của anh là gỡ bom thôi, còn lại không làm gì hết. Mừng quá, anh ơi, anh xem em có bao lâu nữa anh? Để anh coi. Giúp giùm em đi anh ơi. Chết rồi. Đồng hồ hư. Đồng hồ có bom hư. Đồng hồ hư. Bom hư. Bom hư. Đó, chạy rồi. 5 phút. Em chỉ có 5 phút thôi anh. 4 phút. 5 phút thì lâu quá. Anh ơi, anh làm lại giùm em đi em. Cứ việc bình tĩnh. Em có coi phim Hàn Quốc không? Có. Thường thường là còn 10 giây cuối cùng nó mới phá trái bom. Yên tâm đi, nghề của anh mà. Giờ còn tới 4 phút lận. Có muốn ra ngắm cảnh giết thời gian không? Không, em không muốn ngắm đâu. Anh gỡ lên giùm em đi anh. Anh gỡ giùm em sợ quá. Kể thế chỉ là phim đấy mà, còn đây là thực tế. Anh gỡ giùm em đi anh. Anh ơi. Cảnh đẹp. Đúng là cảnh đẹp. Coi một mình cũng đẹp. Uổng phí. Uổng phí. À, anh ơi. À, anh xem còn 10 giây chưa anh? 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Bum 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 bum. Sống rồi. Em sống rồi anh. Sống được thêm 5 phút nữa. Anh mới cắt con dây màu đỏ. Con dây reset 5 phút nữa. Sao vậy? Buồn quá hả? Còn 1 phút. Oh yeah. Để nó căng thẳng. Em sợ lắm anh. Có gì anh cắt giùm em luôn đi anh. Nhát quá. Cắt con dây màu đỏ là xong rồi mà. Sao lâu vậy anh? Ấy em tin mắt em nhìn giùm anh coi cọng dây nào màu đỏ vậy. Em không nhìn thấy. Nguyên chùm nó giống nhau luôn mà màu vàng nữa. Hả? À đúng rồi, đây nè, màu đỏ nè trời. À, đừng anh ơi, để con bom. Giỡn xíu thôi mà. Để suy nghĩ coi. À, nhớ rồi. Trong bài học có nhắc đến nếu có trường hợp nhiều dây cùng một màu thì cắt đại một dây là xong. 9 8 7 6 chuẩn bị tinh thần nha. 5 4 3 2 1
Ê còn không, cho em một miếng với. Ủa sao anh xuống đây được hay vậy? Thì em cũng bị thu hút bởi mùi đồ ăn giống anh nè. Trời hay quá, em gỡ với bơm được luôn hả? Anh còn gỡ không được mà. Thì em đã gỡ được đâu. Chứ đâu. Nè. Có mê dàn, nấu mê ngay.